chương trình Chị Đẹp Làm Giàu Sẽ Sống 2023 lần này, vũ đạo hay là làm việc nhóm trong một nhóm nhạc. Từ trước đến nay Nguyên Hà chưa bao giờ thử trong cuộc đời âm nhạc của mình. Xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các chị đẹp đang tham gia chương trình Chị Đẹp Gặp Gió Dễ Sóng 2023. Và mình là Nguyên Hà, mình là ca sĩ. Chương trình lần này thì Nguyên Hà mong là mình sẽ có những trải nghiệm thật là mới mẻ, thật là thú vị với những thử thách về âm nhạc của chương trình. Và có lẽ là sẽ có những thử thách mà từ trước đến nay Nguyên Hà chưa bao giờ thử trong cuộc đời âm nhạc của mình, chẳng hạn như là vũ đạo hay là làm việc nhóm trong một nhóm nhạc cùng với các chị đẹp khác. Thì Nguyên Hà hy vọng là mình sẽ cố gắng hết sức để không làm ảnh hưởng đến các đồng đội của mình, cũng như là tự bản thân mình vượt qua được những cái giới hạn mà trước đây mình luôn đặt ra. Rất vui được gặp cũng như là làm việc cùng với tất cả các chị đẹp trong chương trình Chị Đẹp Gặp Gió Sẽ Sóng 2023 lần này. Và hy vọng là chúng ta sẽ có những khoảng thời gian thật là đáng nhớ cùng nhau ở đây. Đón xem Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 thứ bảy hàng tuần trên VTV3 và YouTube Giao Quanh Show từ tháng 10 năm 2023.